Kính chào quý khán giả và các đồng chí, ngay sau thành công của Hội nghị Trung ương 8 khóa 12, đặc biệt là khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương giới thiệu để kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 bầu làm Chủ tịch nước và đã trúng cử với số phiếu rất cao, thì bên cạnh sự hân hoan tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cũng như của bạn bè quốc tế thì đâu đó trên những trang mạng xã hội đã có những tiếng nói lạc lõng cất lên với mưu đồ xấu. Những tiếng nói đó như thế nào? Mục tiêu mà họ hướng tới là gì? Trong chương trình Nhận diện sự thật hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhà báo Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cùng bàn luận về vấn đề này. Trước hết xin được cảm ơn nhà báo Nhị Lê đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời ông cùng quý khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một clip ngắn sau đây. Chiều ngày 23 tháng 10, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đã ghi dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. Đó là với đại đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau đó, lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra trang trọng tại hội trường Diên Hồng. Trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ: dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tổng Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước được đánh giá là sự lựa chọn của lịch sử, thể hiện ý Đảng hợp với lòng dân, đáp ứng những mong mỏi kỳ vọng của đông đảo nhân dân cả nước. Thay mặt Quốc hội, xin trân trọng cảm ơn. Đây là một cái thời điểm nó cũng phù hợp với cái ý Đảng, lòng dân. Chúng tôi tin tưởng rằng đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một người có phẩm chất, có đạo đức, có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác. Với kinh nghiệm của mình, đồng chí tân Chủ tịch nước sẽ điều hành đất nước chúng ta ngày càng phát triển, mở rộng, tăng cường quan hệ đối ngoại để tạo điều kiện cho đất nước phát triển. Tôi là người nông dân, tôi rất là phấn khởi vì bác Nguyễn Phú Trọng đã những cái chương trình mà chống tham nhũng là bác rất là tích cực, mong bác sẽ cùng với lại Đảng, Nhà nước để làm phát huy cho đất nước mình ngày giàu mạnh. Mong muốn của chúng tôi là đồng chí tập trung cho hai điều. Một là vấn đề tổ chức. Quyết tâm về chống tham nhũng thì trước hết là phải quyết tâm xây dựng tổ chức cho thật vững, thật mạnh. Cái thứ hai là sử dụng cán bộ, phát hiện người tài. Thưa nhà báo Nhị Lê, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu rất cao trong thời gian vừa qua thì đã cho thấy điều gì? Đây là một sự kiện rất trọng đại mà đời sống chính trị Việt Nam từ rất lâu rồi chúng ta được chứng kiến. Chưa bao giờ trong một thời gian ngắn như thế, hai quyết sách rất trọng đại đối với sự phát triển của Đảng, đối với đất nước chúng ta. Đó là việc Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở hai hội nghị và những quyết sách cuối cùng là với tỷ lệ rất cao, toàn bộ Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, 99,79% số đại biểu Quốc hội bầu đồng chí Tổng Bí thư của chúng ta giữ chức Chủ tịch nước. Đó là sự thống nhất rất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, sự thống nhất rất cao và uy tín rất cao của Quốc hội chúng ta. Và điều rất mừng, riêng đối với cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước được gửi lòng tin gần như tuyệt đối. Dư luận, cử tri và nhân dân và nhiều đại biểu Quốc hội thì cũng đều tin tưởng kết quả bầu Chủ tịch nước như vậy sẽ tạo ra được những thuận lợi mới cho việc trình Quốc hội những cái nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Thì đồng chí có thể lý giải rõ hơn về điều này không ạ?
Điều đó rất thuận lợi. Khi những quyết sách của Trung ương Đảng và trực tiếp đồng thời là Chủ tịch nước, thì những quyết sách đó được chuyển hóa thành những quyết sách trực tiếp của Quốc hội của chúng ta, là cơ quan quyền lực cao nhất quyết sách những vấn đề lớn trong phát triển kinh tế xã hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh của chúng ta, trực tiếp và liên thông. Người đứng đầu một chính đảng đồng thời cũng là người đứng đầu một nhà nước, thì đây có phải là xu thế của thời đại không? Điều này tôi đã được khẳng định rồi. Đó chính là một xu thế vận động của đời sống chính trị quốc tế. Và nếu nhìn hẹp trong khu vực chúng ta cũng thấy điều đó. Người đứng đầu một chính đảng đồng thời là người giữ vị trí nguyên thủ quốc gia, thì chúng ta đã thấy từ Đông sang Tây, từ châu Âu đến châu Á và với nước ta. Nếu năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Đại hội 2 của Đảng bầu làm Chủ tịch Đảng, thì 67 năm sau, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Hai sự kiện đó đã cho thấy sự phát triển một cách tự nhiên và có tính tất yếu của nền chính trị Việt Nam chúng ta, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay mà khi chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, hội nhập quốc tế. Bên cạnh sự đồng thuận rất cao thì cũng có ý kiến cho rằng là việc Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch nước thì quyền lực sẽ tập trung vào một người và như thế thì khó có thể kiểm soát được. Đồng chí có thể lý giải như thế nào về điều này? Họ rất nhầm lẫn. Đó không phải là sự tập trung quyền lực vào một người. Đảng của chúng ta là chế độ làm việc tập thể theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng chí Tổng Bí thư là sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương. Thế cho nên đồng chí với tư cách là người cao nhất của Đảng giữ trọng trách cao nhất, chứ quyền lực không tuyệt đối trong tay đồng chí Tổng Bí thư của chúng ta, mà trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư của chúng ta. Thứ hai là bản thân Quốc hội của chúng ta cũng như vậy, cho nên không có chuyện mà quyền lực tập trung vào một người. Vấn đề kiểm soát quyền lực chúng ta đặt ra từ lúc rất lâu rồi. Và nếu chị biết thì trong mấy chục năm qua chúng ta đang nỗ lực thực hiện điều đó. Toàn bộ những quyết sách của Đảng, đứng đầu là điều lệ, các quy chế ở trong Đảng, tôi gọi là Đảng Cương. Toàn bộ hệ thống pháp luật của chúng ta, cho đến giờ phút này là hơn 280 bộ luật và luật của chúng ta, đã xây dựng những giềng mối rất căn bản để quản trị quốc gia. Đảng Cương và quốc pháp ngày càng ngày phù hợp và thống nhất với pháp luật, với pháp lý quốc tế và thông lệ quốc tế, cho nên cũng là một bước rất quan trọng trong việc kiểm soát quyền lực trên tầm vĩ mô. Vâng, như vậy thì chúng ta đã có một cái cơ chế kiểm soát quyền lực rất là rõ. Như là ông vừa đề cập thì cái cơ chế đó dựa trên các trụ cột chính, đó là điều lệ Đảng và hiến pháp. Vậy thì ông có thể cho biết là việc đồng chí Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch nước thì được hiến định như thế nào? Điều đó hoàn toàn được hiến định trong bản hiến pháp 2013 sửa đổi. Đồng chí Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, trước hết là đại biểu Quốc hội. Thứ hai là trong tất cả các điều của hiến pháp liên quan đến Chủ tịch nước được hiến định rất rõ. Cho nên là việc mà đồng chí Tổng Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước là hoàn toàn hợp hiến và hoạt động theo khuôn khổ của hiến pháp và hệ thống pháp luật của chúng ta. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Nhị Lê. Và để tiếp tục chương trình thì mời ông cùng quý vị và các đồng chí chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Việt Nam đã hợp nhất hai chức danh. Đảng đã làm thay phần việc của Quốc hội. Tổng Bí thư là Chủ tịch nước là mô hình sao chép của nước ngoài, nhưng không phù hợp với thực tế và không hợp hiến. Những luận điệu sai trái đó đang được những kẻ tự xưng là nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội đưa lên các blog trên không gian mạng nhằm mục đích hướng lái dư luận, gieo rắc sự hoài nghi trong một bộ phận nhân dân. Nhắm mắt nói bừa, gắn ghép lung tung, xuyên tạc thực tế, đó vốn là sở trường của những kẻ tự nhận mình là nhà này, nhà nọ trên không gian mạng. Nhưng thực chất, họ chỉ là những con rối trong bàn tay của những kẻ có thâm thù với chế độ xã hội của chúng ta. Họ đã nhắm mắt nhận những đồng tiền bố thí của kẻ xấu, để rồi ra sức chống phá xã hội, chống phá Tổ quốc, rồi phủ nhận cả những sự thật hiển nhiên. Đó là ý Đảng, lòng dân đã hòa cùng làm một. Đó là những thành quả to lớn
mà đất nước chúng ta đã đạt được hôm nay. Thưa nhà báo Nhị Lê, ông có bình luận gì về những chiêu trò xuyên tạc bóp méo sự thật của các phần tử xấu mà clip vừa rồi đã đề cập? Trên mạng xã hội thì chúng ta thấy rất đa diện, rất đa tiếng nói. Có tiếng nói chính nghĩa, có tiếng nói không chính nghĩa, có tiếng nói tốt, có những tiếng nói không tốt. Đặc biệt gần đây, qua những sự kiện chính trị của đất nước chúng ta, thì dường như nó như mưa rào đổ xuống và dàn nấm mọc lên, nhan nhản, đủ giọng điệu. Và chúng tôi thấy là sự công kích, họ bôi nhọ, họ xuyên tạc, thậm chí họ vu cáo, thì điều đó không nên làm lạ cả. Theo như ông thì ngoài những cái chiêu trò trên thì thời gian gần đây các thế lực thù địch có sử dụng những chiêu trò gì mới, đặc biệt là nhân cái sự kiện vừa rồi? Những chiêu trò cũ được thực thi bởi những bộ mặt mới, những tiếng nói mới, đổi gió, đổi món. Họ dựng đứng những chuyện mà không có họ. Đồng chí Tổng Bí Thư như thế này, đồng chí Chủ tịch nước như thế kia, đồng chí Thủ tướng như thế nọ. Và thậm chí tôi nghe là có những bài nói, có những tài liệu viết sai cả tên các đồng chí. Tức là cái mà cụ thể nhất, cụ thể về nhất. Con người đó thì lại về con người thì lại gọi sai. Thế cho nên đủ thấy là chúng có thể dùng mọi thủ đoạn. Như vậy thì các thế lực thù địch phản động thì cũng không từ bỏ một cơ hội nào để có thể chống phá chúng ta. Vậy thì đồng chí có thể phân tích sâu hơn về sự nguy hiểm đó không ạ? Trước hết, nó làm chúng ta hoang mang về mặt thông tin. Trước một sự thật, 7-8 giọng điệu, và thực ra cũng không có gì mới cả. Nói một lượt, nói hát lượt, mưa dầm thấm lâu. Và vô tình một số những người nhẹ dạ cả tin cũng đã mắc mưu và thiếu kiến thức nữa, đúng không ạ? Chưa kể là nhận thức chính trị, đặc biệt thế hệ trẻ của chúng ta, cố tình chúng gieo vào trong dân chúng ta. Đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước nắm quá nhiều quyền lực, là người thâu tóm hết quyền lực. Thứ hai, công kích như vậy, chúng âm mưu chia rẽ giữa Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội của chúng ta, chia rẽ giữa Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội chúng ta với Chính phủ là cơ quan hành pháp. Nhưng điều đó không nguy hiểm bằng là chia rẽ giữa nhân dân chúng ta với nhà nước của chúng ta, giữa nhân dân chúng ta với Đảng của chúng ta. Vâng, sự nguy hiểm thì đã quá rõ ràng rồi. Để ngăn ngừa những cái tác động tiêu cực của những cái chiêu trò đó thì theo đồng chí chúng ta cần phải làm gì? Một giải pháp đồng bộ, không thể nói về mặt này hay không thể tách bạch về mặt kia. Về mặt tư tưởng, chúng ta tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chúng ta. Thứ hai, người đi tiên phong là các binh chủng tư tưởng của báo chí, chưa bao giờ đòi hỏi mạnh mẽ, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả như bây giờ. Thứ ba là các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các thành viên trong hệ thống chính trị làm tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Thứ tư, tất cả những điều mà nhân dân mong mỏi, khát vọng của nhân dân một cách chính đáng, thì hơn ai hết các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và toàn thể hệ thống chính trị chúng ta lắng nghe, giải quyết tốt nhất trong điều kiện cho phép và khả năng có thể. Có lẽ là hơn lúc nào hết thì chúng ta cũng vẫn phải kết hợp một cái bài học, đó là giữa xây và chống, đúng không ạ? Vậy theo đồng chí trong trường hợp này thì xây và chống được kết hợp như thế nào? Trước hết là cuốn sách mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị 8 về vấn đề nêu gương. Tôi hình dung là toàn bộ đội ngũ cán bộ chiến lược của chúng ta hơn 610 đồng chí, mà giường cột là gần 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, phải thực sự trở thành tấm gương trước nhân dân, trước đồng chí của mình. Nói như đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, là xây dựng hình ảnh của mình trước nhân dân, trước bạn bè quốc tế. Đó là con đường ngắn nhất nhưng khó khăn nhất, thử thách lớn nhất đối với bản lĩnh chính trị
đối với kinh nghiệm sống và thái độ và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong bộ máy của Đảng, của hệ thống chính trị trước vận mệnh của Tổ quốc. Xin cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết của nhà báo Nhị Lê trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn đồng chí. Và thưa quý vị cùng các đồng chí, sau gần nửa thế kỷ thì lịch sử đã được tiếp nối với việc Tổng Bí thư được Trung ương Đảng giới thiệu và được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước với số phiếu rất cao. Đó không chỉ thể hiện niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, với cá nhân đồng chí Nguyễn Phú Trọng, mà còn cho thấy đó là ý Đảng đã hợp lòng dân. Và đây cũng là sự tiếp nối tự nhiên, là kết quả tất yếu của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, đang quyết liệt thực hiện. Cho nên, dù có ngoa ngôn xảo trá thì cái kiểu nhắm mắt nói bừa, nói cho lấy được của những phần tử xấu chắc chắn cũng chẳng lừa được ai. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.